música. Hôm nay Kiệt Đình đột nhập vào nhà thi đấu Bò Tót mà mấy năm người ta đóng cửa nên họ cũng để cho khách vào tham quan. Và đến buổi chiều trời gió mạnh lắm anh ạ, Kiệt Đình nhưng mà họ mở cửa để vào tham quan khu nhà thi đấu Bò Tót để cho cả nhà xem cái sân thi đấu Bò Tót như thế nào. Gió mà rách hết cả là cơ. Không tổng mống rồi đó. Bên kia là siêu thị. Giờ sẽ là đi vào tham quan. Sao phải như bên họ khẽ cự. Đây, đi vào. Ô, họ đóng cửa rồi. Rồi. Chắc là dọ bọn đến họ đóng cửa là ngoài đi ra ngoài sân đấu. Chắc là ngồi họp trước khi thi đấu. Đây là những bức hình của các dũng sĩ đấu bò. Đây phòng tất cả hình ảnh nhà tránh. Nhất tránh đây. Đây là phòng triển lãm. Và đây là một trong những cái khăn mà được các dũng sĩ đấu bò biểu diễn trên sân trong trận thi đấu Bò Tót. Bò Tót thì cũng giống như các giống bò khác đều bị mù màu. Mà vì vậy mà khi điều khiển mà chúng nổi điên thì không phải là cái màu đỏ mà chính là những cái hành động phé phẩy múa máy tẩm khắn của dũng sĩ đấu bò ở trên sân. Và chiếc áo choàng đỏ thì không trực tiếp khiến con bò tọt tấn công mà là một phần của môn thể thao đấu bò. Mục đích của nó là thu hút sự chú ý của khán giả và khiến cho màn trình diễn trở nên sôi động và hấp dẫn hơn. Cái áo rất là nặng mọi người, đúng rồi, cầm lên nặng mấy ký lố lần đó. Đấu sĩ có khác, phải khỏe mạnh lắm mới chơi lại được. À đây này, đây là nhà thi đấu thu nhỏ này, cửa vào là sân đấu từ 2007. Còn đây là toàn cảnh của sân thi đấu Bò Tót thu nhỏ. Vậy xung quanh là những cái tường chắn rào chắn bằng gỗ. Tiếp đến là cái phòng triển lãm và trang phục đấu bò. Bởi vì các đấu sĩ đấu bò chuyên nghiệp thì mặc những bộ đồ được thiết kế riêng, độc quyền và làm thủ công. Người đấu bò phải chọn loại trang phục để mặc với sự thoải mái của họ ở trên quảng trường. Về trang phục mà đấu bò truyền thống thì bao gồm cái thắt nớ. Cái thắt nớ của người đấu bò là cái dải ruy bắn, họ đeo quanh cổ như một chiếc cà vạt ấy. Và nó cũng phải cùng màu với cái chiếc khăn quàng cổ. Tiếp đến là cái áo khoác, là một cái áo khoác ngắn và cứng đặc trưng với miếng đệm ở vai. Mảnh này được mở tay cầm để tạo điều kiện cho cánh tay chuyển động trong khi thi đấu bò và phải ôm sát cơ thể của người đấu bò. Bên dưới chiếc áo khoác này có cái áo sơ mi, áo vest, nớ và thắt lưng. Tiếp đến là cây túi. Thì không biết là có ai đã thắc mắc tại sao cái vận động viên đấu bò lại mặc quần chật như vậy không nhỉ? Câu trả lời chính là bằng cách này sẽ tránh được việc con bò nó móc vào. Cái túi thì đi từ thắt lưng đến giữa đầu gối, điều chỉnh bằng giấy có túa hoặc đính tán để giữ quần đúng vị trí. Chúng được gắn vào vai bằng giấy đái và một chiếc quần lót bảo vệ thường được mặc ở bên dưới. Rồi đến cái vợ đấu bò. Những người đấu bò thì phải mang hai đôi vợ
Một là bên dưới màu trắng và bóng, còn một bên trên là màu hồng và lụa. Tiếp đến là cái áo sơ mi dài tay màu trắng. Đây là dây đầu bò thì phải dây dành riêng cho đầu bò phẳng và được trang trí bằng cái nữ. Và cuối cùng đó là chiếc mũ đen của người đầu bò được làm tròn và tích hợp hai cái mảnh Dora hai bếp. Và đây là trang phục của những người cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn đầu bò đi ra. Và trước khi đầu bò thì có những màn biểu diễn ngựa rất là đẹp mắt. Tiếp đến đây là trang phục của người giữ cổng. Này, trước khi mà bò ra khỏi chuồng thì người này sẽ đứng ở đấy và bắt đầu mở cổng ra, rồi bò đi ra sân đấu và bắt đầu cho một cuộc oanh tạc. Và đây cũng chỉ là một nét tham khảo mà mình được ông xã mình cho biết, cũng như là qua tìm hiểu trên internet tổng thể bên ngoài thì cũng chỉ được biết một vài thông tin nhỏ nhỏ như vậy gửi đến mọi người. Có gì còn sai sót thì mong mọi người chỉ cho bỏ qua cho mình ha. Còn nhìn cái đầu bò thật đấy này. Đây là những cái chuông này, đây là cái kiếm, những cái mũi tên đấm bò, bò cứ thế đấm. Và đây là một bức tranh lớn về hình ảnh của những con bò gắn liền với những cái tên của chúng. Cái tên của chúng là đi liền với những cái màu sắc của bộ lông, cho nên người ta sẽ đặt tên của từng loài bò với màu sắc của bộ lông của nó. Đây là những cái con bò thật đấy nhá, bò thật. Sau khi thi đấu anh liệt xong rồi mới có thua là các chủ được lên tiền làm luôn. Nói cho cái món thể thao này, món thi đậu này cũng hơi mãn rờ đấy hả. Chồng cánh đừng trọng đừng đây ta sẽ làm một cái sân đậu bò mà không hey. Đây là sân thi đấu bò tót, họ mở cửa cho khách tham quan nha. Nhìn như sân thi đấu bóng đá thôi. Chỗ này là chỗ bò sẽ xông ra sân đậu. Đấy, cổng ra của bò. Bên ngoài bên đấy là rõ ghế gượng luôn. Rõ. Ông bò. Ông ấy to thế không có chứ. Đây là vòng xoáy ở cái chỗ để đi vô sàn sân thi đấu, nhà thi đấu bò. Khách cùng tham quan cũng là dạ. Música.
rộ lắm mọi người ạ. Rõ quá mà không lên trên cao được cùng, cho nên là phải dừng đấy. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Chào mọi người đi, bye bye.